sẽ gặp ban tổ chức để nhận của cho anh Bùi Vinh ạ. Và thêm nữa là ban tổ chức chúng tôi sẽ trao đồng hạng tư cho nữ, cho tất cả các đối tượng của nữ, nhưng mà chỉ không có tiền thưởng, có huy chương cho tất cả các bạn đồng giải ba của nữ, của tất cả các lứa tuổi. Và thêm cái phần trao giải đồng đội cho lứa, cho bảng mở rộng. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên, trọng tài, thưa các quý vị và các học sinh thân mến, đề nghị khán phòng ban trật tự chúng ta có thể trao giải sớm một chút ạ.